Xin chào các bác. Bộ dàn ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến các bác nằm trong cái danh sách những cái bộ dàn đến từ thương hiệu Victor với cái tên mã là Victor AR3. Đây là phiên bản nâng cấp của cái sản phẩm Victor A3 mà em có giới thiệu trên kênh YouTube của em cách đây một hôm. Thì hôm nay về hàng bộ Victor AR3 với cái thiết kế truyền thống của một cái dàn mini với combo nhỏ gọn, âm ly kiêm CD receiver cũng như là một cặp loa toàn giải bằng gỗ, thì Victor A3 cũng có một cái kích thước tương đương với cái bộ Victor AR3 cũng có một cái kích thước tương đương với cái bộ A3 mà các bác có thể đã xem trước ở cái video trên kênh của em trước đây. Với cái mặt trước thiết kế cũng rất là giống, chỉ khác nhau ở cái chữ là EXR3 Compact Complement System. Và ở trong này nó cũng có một cái hệ thống nút để các bác có thể đọc USB cũng như là một cái nút audio in và out và một cái nút phone. Các bác có thể thấy đây là một hệ thống những cái nút điều hướng tuy chính ngang, dụ chúng ta có thể đổi xuồng ở đây và nét bài cũng như là CD. Đây là nút ra băng và đây là công nghệ K2. Các bác có thể bật lên với hai cái chế độ K11 và K21. Thì hiện tại em đang test ở K11. Các bác có thể thấy đây là cái hình thức của cái cặp loa AR3 và có đủ e-cang về kèm rất là đẹp, không tách tiếng gì các bạn nhé. Cặp hút con KR3 này có cái màu sắc nó thẫm hơn so với cái màu đỏ tươi của cái bộ AR3. Vì thế là các bác có thể nhận thấy ngay bộ này nó có một cái tông màu mặn chín, có vẻ nhìn có vẻ nhìn theo em thì em thấy nó đẹp hơn cái bộ kia. Và công nghệ DS vẫn được trang bị trên sản phẩm Dolby Digital, DTS 2.0 và DCD. Thằng này cũng đọc được cả DVD nhá. Và điểm quan trọng nữa ở trên cái bộ dàn này đó là cái núm volume này nó không bị móc méo. Đây là một cái điểm mà em rất là quan tâm, lưu tâm đến khi mà mỗi cái bộ hàng, bộ dàn bên Nhật người nhà em mua thành công thì em đều hỏi là cái núm này nó có bị móc không. Nếu mà nó móc thì không gửi về gì, tại vì là cái thợ âm ly này bản chất nó về đây anh em chỉ tìm mua chơi loa mà âm ly bị núm móc thì rất là khó bán. Hiện tại các bác đang nhìn thấy ở trên màn hình hiển thị nó có cái thông tin là Nine Bar Digital, thì các bác cũng có thể nhận thấy rõ luôn đó là cái bộ dàn này nó có được nâng cấp thêm một cái cổng quang vào để giải mã tín hiệu từ Smart TV, một cái cổng rất là giá trị trên cái phiên bản AR3 này. Đó, các bác có thể thấy đây là bộ dàn em test cho một bác ở Đà Nẵng có đặt hàng em từ rất là lâu rồi và hôm nay hàng về. Hiện tại thì bây giờ là khoảng 12 giờ đêm và em cũng không xin phép là nói nó cái âm lượng nó hơi bé một chút, thì các bác có thể tăng giảm cái âm lượng volume lên để nghe cái thông tin mà em chia sẻ. Về hình thức bộ dàn này theo em đánh giá nó khoảng 97-98%, nó về kèm một cái cặp dây loa zin và nó không có điều khiển remote. Thì nếu mà bác nào cái bác ở Đà Nẵng đi chơi thì bác có thể kiếm remote, hoặc là một thời gian sau em về một bộ khác nó có remote zin thì em có thể học lệnh cho bác và gửi cho bác một điều khiển remote. Ok, bây giờ em sẽ test cho các bác nghe thử một cái đoạn chất âm bé bé ở trên cái Smart TV chạy xuống cũng như là một vài cái bản nhạc ở CD để xem, để cho là các bác có thể biết rằng là cái tính năng, tất cả cái tính năng hoạt động ổn định và không lỗi lầm gì. Mày dắt dùng xe ra cái coi. Chờ tao chút, tắt xong rồi. Ồ, mà ông Nam không cho mày mượn điện thoại thịt hả? Ừ, nhưng mà tao chơi có một bữa rồi. Xong. Hay là mày để tao trả điện thoại cho ông Nam cho mày nha. Nè. Ừ. Đưa xe tao nhắc cho. Mày không thích người ta thì đừng có mà thả thính. Coi chừng mai mốt người khác thả thính lại mày đó.
những nỗi buồn thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đành mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn, tình cảm dầm mưa thấm lâu. Bây giờ mình sẽ test cái đường CD cho các bác. Nói chung là con AR3 này nó có cái sự nâng cấp có thể kể đến đầu tiên, đó là nó tích hợp một cái cổng quang để giải mã. Còn cái thiết kế về loa âm ly cũng như là Ekang thì nó vẫn giữ nguyên cái kích thước của thằng A3, nhưng mà cái màu của loa nó có cái màu thẫm hơn. Chúng ta sẽ chuyển về cái suộc CD. Và còn gần em
một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lòng lòng chiều mưa nhớ biển xanh vẫn xanh, người đi sao đành. Để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ, em ơi bao giờ mới được gần nhau. Biết trên về năm
sao thương còn hoài thương mãi một người. Bao nhiêu câu nói thương nhau trọn đời chưa phải tháng năm, nhưng đêm nay tiếng hát biết trao về nơi đâu. Đêm đêm qua ngõ vắng đường khuya anh một bóng, dư âm chưa phai nhòa, một người một lối đi sâu riêng tôi. Hôm nào mình yêu nhau phố cũ hoa bay nhiều, tay cầm tay chung bước nói ngàn câu mến thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây phố cũ hoa phai màu, mắt nhìn nhau không nói ngỡ ngàng như mới quen. Hãy nói một câu cho vơi cạn sầu, quên đi một đời. Ok, vừa rồi này em có test cho các bác nghe thử bốn cái bản nhạc từ cái đĩa CD mà em có in dành tặng cho khách hàng. Con này là Victor EX AR3 với cái sự nâng cấp rất là vượt trội về cái cổng kết nối quang để giải mã tín hiệu từ Smart TV. Ngoài ra thì nó còn có thể đọc file nhạc từ USB, cũng như nó có thêm những tính năng như FM, AM rồi Nine. Con này đọc được DVD và audio CD, trang bị công nghệ K2 Technology độc quyền của hãng, và nó được sản xuất năm khoảng 2007. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Các bạn có thể tham khảo thêm hàng hóa của em tại những kênh như là Facebook, Zalo hay YouTube. Các bạn chỉ cần search cái số điện thoại em để bên dưới video này là sẽ ra thông tin của bên em tại trên các trang thương mại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.